anh chàng này bị đưa vào một căn phòng nhỏ. Anh tháo xuống khăn trùm đầu xuống, liền nhìn thấy bên cạnh có một người đàn ông không mặc quần áo. Dọa anh ta nhảy dựng lên. Anh lại gần đưa tay ra thử, xác nhận đây là một thi thể. Đồng hồ đột nhiên bắt đầu đếm ngược. Trong khoảng thời gian quy định, anh ta phải trốn thoát khỏi đây. Anh vội lật tung đống giày dưới đất, nhưng vẫn không tìm thấy chìa khóa mở cửa. Không còn cách nào khác, anh ta chỉ đành lại gần thi thể, cầm lên một con dao phẫu thuật, dựa theo ký hiệu trên bụng thi thể mà rạch xuống. Hôm nay, ông Phát Review sẽ kể cho mọi người nghe bộ phim hành động giật gân. Follow me. Sau khi xem xong, khẳng định mọi người không dám đi chơi trò trốn thoát khỏi mật thất. Nhân vật chính câu là một blogger nổi tiếng. Để kỷ niệm 10 năm làm video của mình, anh cùng vài người bạn quyết định đi thực hiện thử thách trốn thoát khỏi căn phòng mật thất chân thực nhất thế giới. Tất cả những người theo dõi đều có thể theo dõi được câu. Các anh em, kịch hay bắt đầu. Vừa xuống máy bay, nhóm người câu liền được fan hâm mộ nồng nhiệt đón tiếp. Tên nhà giàu này là người tài trợ cho hoạt động lần này. Hắn không chỉ đặt phòng tổng thống cho nhóm người câu, còn đưa họ đi quán bar, chơi bời cả đêm, đãi ngộ quả thật rất tốt. Những chuyện sau đó bạn càng không thể tưởng tượng được. Đang chơi đùa vui vẻ, bạn gái của đột nhiên bị người bắt lấy. Mấy tên chọc đầu này xem ra không phải dạng vừa, vừa quát tháo, vừa rút súng ra đe dọa. Calm down, calm down. May mắn sau đó vệ sĩ của tên nhà giàu đến kịp, nguy hiểm mới được giải trừ. Tên chọc trước khi rời đi vẫn còn đe dọa sẽ tìm bọn họ tính sổ. Cứ thế, nhóm người trải qua một đêm sợ hãi. Đến ngày thứ hai, câu vì để trấn an bạn gái Erin liền để tài xế của tên nhà giàu lái xe đưa đi dạo. Trên đường, tài xế không tập trung lái xe, còn cố nhét cho câu một cuộn tiền. Vô công bất thụ lộc, vì thế trong suốt quá trình chơi câu đều không dùng số tiền đó. Đồng thời anh còn phát hiện bên trong có một tờ giấy nhớ, có lẽ là vật gì đó quan trọng. Đến tối, câu muốn trả lại tiền cho người tài xế, nhưng người tài xế lại kiên quyết không nhận. Không còn cách nào khác, câu đành nhận số tiền này. Sau đó, anh cùng với nhóm bạn của mình đến căn phòng mật thất mà tên nhà giàu đã bao hết. Câu hào hứng phát trực tiếp cùng mọi người trò chuyện. Điện thoại cùng một số đồ dùng tùy thân đều đem theo. Tín hiệu phát trực tiếp được quay từ phòng điều khiển sẽ không làm ảnh hưởng đến quá trình quay vlog kỷ niệm 10 năm của câu. Lúc này, có hai người quái dị đeo mặt nạ tiến vào giới thiệu cho họ nghe bố cục của mật thất. Sau đó liền lấy khăn trùm lên đầu câu, dẫn anh vào mật thất. Trò chơi trốn thoát khỏi mật thất bây giờ mới bắt đầu. Người đàn ông này đang phát trực tiếp. Trước mặt anh ta có một thi thể đang nằm. Anh ta cầm lên con dao phẫu thuật. Chỉ trong chốc lát, da thịt theo vết dao liền tách rời, câu thò tay vào tìm. Đây là lần đầu tiên anh ta tiếp xúc trực tiếp với các cơ quan bộ phận cơ thể con người. Cuối cùng tại vị trí của gan tìm được chìa khóa mở cửa. Những người xem phát trực tiếp đều tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình. Cũng không biết đây có được xem là gián tiếp giết người không nữa. Câu nhanh chóng mở cửa ra ngoài, anh phát hiện mỗi căn phòng giam lần lượt nhốt bạn bè của mình. Họ đều đang đợi anh đến cứu, nhưng câu lại hướng về phòng quay phát trực tiếp, giao lưu cùng người theo dõi. Thể hiện mình có thể dễ dàng thoát khỏi căn phòng mật thất. Nhìn thấy người bạn đang bị treo hai tay còn ở đó cười nói vui vẻ. Thời gian gấp rút, câu không vội vàng giải cứu. Xin chào mọi người, tôi đang nghiên cứu cách vận hàng các bánh răng này để giải cứu bạn mình. Bình tĩnh đem từng bánh răng cưa đặt lên tường theo trình tự. Hoàn toàn không biết bạn bè đang chịu giày vò. Chân tay của cậu bạn bốn mắt bị kéo căng, mũi tên sắt đang dần hướng về phía anh chàng tóc xoăn. Câu vẫn không nhanh lên, một người sắp bị ngũ mã phanh thây, người khác sắp bị đâm chết. Cái cuối cùng. Ôi chú ơi! May thay, ngay tại giây cuối cùng vẫn kịp giữ được hai mạng người. Tiếp theo, ba người liền đi cứu cô bạn da đen mắt tha đang bị trói chặt. Giờ cũng không phải lúc trị bệnh nghiện mạng. Mấy người đàn ông vây quanh chiếc bàn tròn trên mặt đất. Chỉ cần di chuyển được nam châm đến vị trí trung tâm liền có thể giải cứu được cô gái. Nhưng nam châm chỉ cần chạm vào cạnh bàn sắt, cô gái liền bị giật điện. Cậu làm cái mẹ gì vậy? Cậu làm cô ấy đau rồi đấy. Trò chơi này xem ra rất nguy hiểm, nhóm người quyết định từ bỏ việc khiêu chiến thử thách. Nhưng đợi mãi mà nhân viên vẫn không xuất hiện. Không còn lựa chọn, anh tóc xoăn bèn đề nghị mau lấy dao ra đâm, chỉ cần tốc độ đủ nhanh, liền có thể giảm bớt đau khổ cho cô gái. Nói rồi anh nhanh chóng kéo nam châm khỏi bàn sắt mê cung, nhưng Martha lại càng đau đớn gào thét. Nhanh lên, sắp xong rồi. Cậu thành công rồi. Đi. Cuối cùng, trước khi cô gái mất đi ý thức, ba người liền hoàn thành được thử thách. Sau đó, bọn họ đến phòng giam bạn gái Erin của cậu. Lúc này phòng kính nhốt cô ấy bắt đầu có nước chảy vào. Nhóm người liền đến căn phòng giải đố, bên trong đặt sẵn hai chiếc bình rỗng và một vòi nước. Xem ra phải dùng bình nước 3 lít với 5 lít để lấy được 4 lít nước. Anh chàng bốn mắt nói đây là một đề toán kinh điển, may mắn anh ta rất nhanh liền giải được câu đố. Nhưng ở bên này nước vẫn không ngừng chảy vào. Mắt thấy sắp ngập chết bạn gái, câu liền trèo lên bên trên, phát hiện bên trên có van khóa nước, nhưng vặn thế nào cũng không được. Bèn cầm vô lăng xe đập vỡ thủy tinh nhưng vẫn không được. Sau đó, anh lại trèo lên dùng sức đập van nước. Kỳ tích xảy ra, cửa bị đập hỏng mới cứu được bạn gái ra ngoài. Trời ạ. May mà trong tình cảnh nguy hiểm, tất cả mọi người đều bình an vô sự. Nhưng căn phòng mật thất này cũng quá chân thật rồi. Câu chỉ có thể mở cửa đến vòng tiếp theo. Anh muốn dừng trò chơi và phát trực tiếp ở đây. Còn tiếp tục sẽ rất nguy hiểm, nên quyết định phá cửa lớn trực tiếp trốn thoát. Nhưng vừa ra ngoài, trước mặt là một màn đáng kinh ngạc. Giết chết hắn ta.
đám người này vừa chơi trốn thoát khỏi mật thất ra ngoài, liền gặp một băng nhóm xã hội đen đang giết người diệt khẩu. Thì ra tên chọc đầu chính là đám người xấu mà nhóm Câu gặp ở quán rượu. Lời nói ra đương nhiên phải thực hiện, tên chọc đầu thực sự quay lại tìm bọn họ tính sổ. Hắn bắt nhóm người Câu lên xe đưa đến một phòng tối. Khăn phủ đầu của Câu được tháo xuống, xung quanh đều là những dụng cụ hành hình còn dính máu. Tên mặt sẹo nói, hắn sớm đã nghe được tin tức blogger nổi tiếng Câu sẽ phát trực tiếp ở gần đây, liền muốn mời anh đến chỗ hắn làm khách. Thật ra tên mặt sẹo cũng là một người nổi tiếng trên mạng, vừa khéo là đối thủ của Câu. Người hâm mộ của anh ta đều là anti fan của Câu. Coi như phúc lợi cho người hâm mộ, tên mặt sẹo quyết định đi giải quyết bạn bè của Câu, giày vò anh. Còn Câu chỉ có thể thông qua màn hình hiển thị đang trực tiếp, tường thuật lại cảnh bạn bè bị sát hại. Câu không muốn ngồi không chờ chết, cố hết sức làm đứt còng khóa số 8. Cái còng khóa này quả là thứ đồ chơi kém chất lượng, tùy tiện liền có thể tháo ra. Câu thuận lợi trèo lên cửa thông gió, bò được nửa đường thì nhìn thấy một người bạn đang bị giết hại. Cảnh tượng máu me đầm đìa đó đã dọa khóc Câu. Không ngờ lúc này lại bị tên mặt sẹo phát hiện, Câu vội vàng bò khỏi. Đến trước một căn phòng có khóa mật mã, anh nhớ lại cuộn tiền lúc trước tài xế đưa cho mình, bên trên tờ giấu nhớ có một dãy số. Bèn thử nhập dãy số đó vào, không ngờ thật sự thành công. Ôi cậu Câu, thật mừng là cậu đã phát hiện, là ông đã gây ra chuyện này. Không còn thời gian đâu, cứu được cậu rồi, mau đi thôi. Tình huống nguy cấp, tài xế đưa chìa khóa xe cho Câu, để anh một mình chạy trước, không cứu bạn bè nữa. Giây tiếp theo, người tài xế liền bị hai tên côn đồ bắt được lôi vào phòng mật thất. Câu thế mà lại vào trong xe suy nghĩ nhân sinh, cẩn thận suy ngẫm mình là nhân vật chính đó. Liền quyết đoán xuống xe, một lần nữa quay lại mật thất, nói thế nào cũng phải cứu được những người bạn còn lại. Anh đến phòng giam cứu được anh chàng bốn mắt, nhưng lại bị mấy tên côn đồ phát hiện. Ở trước cửa thang máy đã không còn đường lui. Mẹ ơi! Không! Kết quả anh chàng bốn mắt và tên côn đồ cùng rơi xuống. Câu đau khổ đến tuyệt vọng, nhưng anh vẫn còn cơ hội đi cứu bạn gái. Anh liền nhặt khẩu súng hết đạn trên mặt đất, ít nhất còn có thể giả vờ đe dọa. Đi đến lối rẽ Câu phát hiện, thì ra tên nhà giàu Alexei và tên mặt sẹo là cùng một hội. Mục đích chính là giết blogger nổi tiếng Câu. Câu sau khi biết được sự thật liền đến căn phòng giam giữ bạn gái. Lúc này, tên mặt sẹo cũng đang hành hình với cô, hai người đối mặt nhìn nhau. Câu cũng thực sự sụp đổ, tại sao những người đang theo dõi phát trực tiếp, nhìn thấy hành động điên khùng như vậy vẫn còn kích thêm. Rốt cuộc vẫn là vì tiền, hay vì gia tăng độ hát. Erin lúc này thức tỉnh Câu, dùng mắt làm ám hiệu, dùng lực đập vào đầu tên mặt sẹo. Câu nhân cơ hội đó tra thêm đạn ở trên bàn. Vào thời điểm quan trọng súng lại hết đạn, Câu chỉ có thể trơ mắt nhìn Erin mất mạng. Sau đó anh ta bị một xã hội đen nhốt vào trong một căn phòng nhỏ. Ở đây cũng có một lỗ thông gió, Câu lần nữa chui qua đó trốn thoát. Lúc này tên nhà giàu Alexei xuất hiện. Hắn ta cầm điện thoại vẫn đang phát trực tiếp dường như muốn nói gì đó. Nhưng ngay lập tức, Câu đã lao đến vật ngã đối phương đấm liên tục. Đột nhiên chiếc đèn phía sau phát sáng. Tất cả mọi người và bạn bè của Câu đều bình an vô sự. Hóa ra tất cả mọi chuyện là do mọi người sắp đặt muốn kỷ niệm 10 năm làm video cho Câu. Tất cả việc này đều là trực tiếp giả. Chỉ có duy nhất một việc là thật chính là Câu tự tay đánh gục Alexei. Buổi livestream nực cười này cũng kết thúc tại đây. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bộ phim kinh dị Follow Me kể về một nhóm người đắm chìm trong thế giới ảo. Kết quả là phim giả tình thật, để rồi xảy ra một kết cục đau lòng. Bộ phim châm biếm thái độ u mê bất chấp của những người quay livestream hiện nay. Những người bạn và độ nổi tiếng ảo đều đã là người lớn rồi, chẳng lẽ còn không hiểu với suy xét hậu quả sao? Nội dung hấp dẫn và các góc quay chân thực đã tạo nên cảm giác sợ hãi chân thực. Nếu như bạn có thời gian thì có thể suy nghĩ bộ phim này, rất đáng xem. Cảm ơn các bạn đã xem video của ông Phát Review. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.